Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới đúng nghĩa của giàu và nghèo? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miếng ăn đủ no cho cả nhà. Hoặc tệ hại hơn, đó đôi khi chỉ là nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân là do đâu? Theo tử vi học, vận mệnh của mỗi người thường sẽ có liên hệ chặt chẽ đến những vòng trường sinh được thay đổi qua mỗi năm, mà bất cứ tuổi nào cũng phải trải qua. Bước vào năm 2021, thái tuế độ trợ tuổi Thân vô cùng hòa hợp, dự báo một năm mới tràn đầy cơ hội để đổi đời cho con giáp này. Vậy vận trình của tuổi Thân trong năm mới sẽ diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Thân trong năm 2021, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Thân năm 2021 quan hệ với thái tuế hài hòa, được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Bản mệnh năm nay có thêm nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng. Lại được tướng tinh lâm môn nên công danh và quyền lực càng thêm tăng tiến, ý chí phấn đấu nguồn ngụt, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bước sang năm 2021, vận trình tài lộc của những người cầm tinh con khỉ có thể nói là tốt hay xấu, cứ theo nhịp độ đã định mà tự sắp xếp cuộc sống và công việc của mình. Năm Tân Sửu 2021, sao Thái Âm chiếu mệnh, có thể được quý nhân chú ý khi làm việc gì cũng có lợi cho nơi làm việc và thi cử. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn vì sao Thái Âm không trực tiếp chiếu mệnh, nên cần phải tiếp tục phấn đấu. Đồng thời, sao Thái Âm chiếu mệnh cũng mang đến các sao may mắn là các sao Thiên Hỷ, Bản An, Thiên Giải, rất tốt cho vận may trong thi cử và có thể hóa giải những rắc rối khi gặp phải chuyện không may, đồng thời cũng tốt cho hôn nhân và dễ gặp những chuyện hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều trên, đó là người ta cần phải cố gắng để giành lấy cơ hội và không bỏ cuộc. Bên cạnh đó, năm 2021, thái tuế là kiếp tài của tuổi Thân, đại diện cho đối thủ cạnh tranh, mang ý nghĩa người tranh đoạt tiền tài của bản mệnh, anh em bạn bè liên lụy đến túi tiền của mình. Đồng thời, thái tuế mang theo hung sát, cộng thêm nguyên thần, quan phù là hai hung tinh rất xấu. Tử vi tuổi Thân năm 2021 dự báo một năm nhiều kiện cáo, không thu nạp được tiền của, phạm phải hung tinh dẫn đến thất nghiệp, thiệt hại, tai họa. Đồng thời, hao tài tốn của, gia đạo bất hòa. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Thân sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Thân qua tất cả các phương diện. Về sự nghiệp, năm 2021, vận trình sự nghiệp của tuổi Thân không tệ. Lòng đức giúp vận trình của người tuổi Thân có bước phát triển nhảy vọt, cả chức vụ lẫn lương bổng đều được cải thiện. Đồng thời, còn giúp bạn phát huy tối đa khả năng của bản thân. Đối với người mới vào làm, có thể được quý nhân giúp đỡ. Chỉ cần chăm chỉ là có thể vượt qua giai đoạn thử việc một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi chính thức vào làm, khối lượng công việc và áp lực chắc chắn sẽ tăng lên, cần phải không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng căng thẳng của từng cá nhân. Đối với bằng hữu trong tầng lớp lãnh đạo, có thể tuyển được một trợ lý rất có năng lực.
tương đương với việc tay trái, tay phải, sau này không nên tự mình xông pha nhiều việc, cấp dưới trực tiếp ra tay giúp giải quyết vấn đề mà bạn đang tồn đọng. Tử vi năm 2021 cũng cho thấy mặt sự nghiệp của tuổi Thân có kiếp tài tại thiên can, lại thêm sự thổ vượng chính ấn tạo ra kiếp tài hóa ấn. Điều đó có nghĩa là trong năm 2021, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cạnh tranh hơn, không có được lợi thế và sẽ bị cướp mất cơ hội. Mặc dù bạn có một số cơ hội nhỏ, nhưng bạn thường không dễ dẫn theo người khác để làm nên chuyện, còn người khác thì được nhiều danh vọng và tài lộc hơn. Bên cạnh đó, dưới tác động của tỷ kiên khiến bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy hay vướng phải chuyện thị phi và nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện rắc rối, thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý hơn nữa. Trong năm, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải và không có ý chí chiến đấu do ảnh hưởng của thái tuế. Chính những lúc này là lúc bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Ngoài việc hành động một cách thận trọng trong năm để sự nghiệp phát triển một cách rực rỡ, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bạn chiêu quý nhân, bảo vệ và giúp đỡ tuổi Thân trong mọi kế hoạch phát triển sự nghiệp. Pháp khí còn giúp chiêu cát lành, may mắn và tài lộc của bản mệnh, từ đó công việc sẽ hanh thông và thuận lợi. Cuối cùng, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ giúp bạn hóa giải thị phi và xua đuổi tiểu nhân luôn dập dình quanh bạn trong năm 2021. Về mặt tài lộc, năm 2021, tài lộc của tuổi Thân tốt xấu đều có. Thái tuế năm 2021 là Sửu Thổ, có chính ấn, đem tới sức mạnh khôn lường, khiến bạn có thêm phần nào phúc lộc. Bước sang năm 2021, những người tuổi Thân không được ổn định lắm về vận may, tiền bạc. Việc bị sao xấu chiếu mệnh là điều khá đáng sợ. Đừng mắc vào thói xấu cờ bạc, không thể có tâm lý ham mê cờ bạc mà mua nhiều vé số, cổ phiếu gây rủi ro cao. Cuối cùng, tất cả đều sẽ bại trận, rất đáng thương. Nếu có cơ hội, bạn có thể quản lý hợp lý một số công việc kinh doanh bên lề. Nếu thực lực cá nhân hoặc tài chính không đủ, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hợp tác với bạn bè của mình. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là năm nay bạn phải cẩn thận, siêng năng và tiết kiệm. Đừng mua đồ tùy tiện. Chi tiêu sinh hoạt hàng ngày chắc chắn không có gì sai, nhưng bạn cũng không nên quá phung phí, phải tiết kiệm đều đặn hàng tháng thì cuộc sống sau này mới được đảm bảo hơn. Người tuổi Thân hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trong năm nay như một bùa hộ mệnh cho việc kinh doanh tài lộc. Để có thể giúp chiêu tài lộc, may mắn, sự nghiệp, việc làm ăn và phát triển kinh doanh năm 2021 thăng tiến đều đặn, nhanh chóng, tài chính dư giả, của cải được mở rộng. Hơn nữa, khi mang theo vòng tay tam hợp quý nhân bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong công việc và sẽ xua đuổi được tiểu nhân quấy rối trong năm 2021. Về mặt tình duyên, tử vi tuổi Thân năm 2021 gặp thái tuế Sửu Thổ, sinh ra Thiên Hỷ Tinh. Đây là một sao đào hoa. Thái tuế là chính ấn tinh, có thể được người lớn mai mối mà nên duyên với người khác phái. Đối cũng có thể là nhờ anh em bạn bè hoặc qua cuộc vui gặp mặt mà tìm được ý chung nhân. Bước sang năm 2021, vận trình tình cảm của những con giáp luôn có xu hướng đi lên. Bạn có nhiều nhân duyên tốt đẹp, các bạn độc thân đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào xung quanh mình. Đừng ngại ngùng khi gặp người khác phái và hãy chủ động theo đuổi. Tất nhiên, đừng tỏ ra quá khích vì điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy căng thẳng và thậm chí trở mặt thẳng tay. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể, nếu bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến cho đôi bên đều phải chịu tổn thương. Còn đối với những bạn đã kết hôn thì cuộc sống năm nay có thể nói là hạnh phúc hơn, vợ chồng ít xảy ra mâu thuẫn, có thể cống hiến nhiều cho gia đình. Để có thể tận dụng mối lương duyên và vận đào hoa này thì bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình.
Đồng thời, vòng tay còn giúp tình cảm lứa đôi ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, vận số sức khỏe của người tuổi Thân năm 2021 luôn tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Sức khỏe của những con giáp tuổi Thân có phần sa sút. Đối với người già và trẻ em có sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém, cần chú ý đến chế độ ăn uống, vận động các ngày trong tuần. Đặc biệt, không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nên ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh. Bạn có bệnh cũ nên đến bệnh viện khám thường xuyên và học cách kiêng ăn để tránh tái phát. Còn đối với những người đặc biệt bận rộn trong công việc thì phải ăn ngày 3 bữa, đúng giờ và ngủ đủ giấc. Đừng quá chăm chăm vào những lời nói của bữa tiệc sinh viên và hãy duy trì chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để đảm bảo bạn có nhiều năng lượng. Đối với Khỉ, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không được tùy tiện vi phạm quy định giao thông, không được uống rượu say rồi lái xe. Ngoài chú ý đến chế độ ăn uống, đi khám định kỳ thì về mặt sức khỏe, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh tránh mắc phải bệnh vặt, cảm cúm, tái phát, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Vòng tay còn giúp bản mệnh chiêu mời quý nhân sẽ phù hộ và bảo vệ bản mệnh trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, mâu thuẫn và xua đuổi tiểu nhân quấy phá trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.